mình bôi bôi một lớp rất là mỏng thôi, phủ nhé, để cho sản phẩm này kem được thấm đều vào da. Ôi trời ơi, các bạn sẽ thấy được sự khác biệt một cách vô cùng rõ ràng trên chỉnh cánh tay của Thu Quỳnh. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Thu Quỳnh dành một chút chút thời gian để có thể chia sẻ với các bạn về làm cách nào để chúng ta có được một làn da trắng trẻo này, mịn màng và khỏe mạnh nhé. Như các bạn cũng biết là thời gian vừa qua thì Thu Quỳnh cũng đã vừa mới hoàn thành xong những cảnh quay cuối cùng của bộ phim Về Nhà Đi Con, và các bạn cũng biết đấy, thời điểm vừa rồi là nắng nóng khủng khiếp này, và cái nỗi ám ảnh của tất cả các diễn viên như Thu Quỳnh đấy chính là việc mình phải quay ở ngoài trời và dưới một cái thời tiết như vậy, nắng nóng như thế, mặt trời như thế mà 12 giờ trưa là Thu Quỳnh cũng vẫn phải quay ở ngoài đường thì đúng là làn da của mình lúc đấy bị tổn thương một cách khủng khiếp. Vậy thì phải làm thế nào để phục hồi cho làn da và bảo vệ làn da của mình khỏi ánh nắng mặt trời? Và hôm nay thì Thu Quỳnh sẽ chia sẻ với các bạn một chút bí kíp nhỏ nhỏ của Thu Quỳnh trong thời gian vừa qua đã bảo vệ và dưỡng da của mình như thế nào nhé. Thì sản phẩm hôm nay mà Thu Quỳnh muốn giới thiệu đến cho các bạn đấy chính là bộ sản phẩm dưỡng trắng da Body Skin AEC. Đây các bạn cũng thấy nhá, một bộ thì gồm có 4 sản phẩm như thế này. Vậy thì chúng mình sẽ dùng sản phẩm như thế nào là hợp lý, cái nào trước, cái nào sau? Thì đây là sữa tắm nhé, sữa tắm hàng ngày, dưỡng trắng da hàng ngày thì Thu Quỳnh cũng đã vừa mới tắm xong rồi. Cái sản phẩm này, loại sữa tắm này thì các bạn dùng những cái sữa tắm bình thường hàng ngày của mình thôi. Đấy là việc một bước đầu tiên khi mà chúng ta loại bỏ tất cả những bụi bẩn trên làn da của mình sau một ngày mình làm việc ở ngoài đường nhá. Và sau khi mà chúng ta đã tắm thơm tho sạch sẽ rồi thì chúng mình sẽ dùng kem ủ trắng này nhá. Tác dụng của cái kem ủ trắng than hoạt tính này đấy là khi mà chúng ta bôi vào thì sẽ giúp cho làn da được trắng lên này và loại bỏ được những cái sắc tố da mà bị tối màu ấy do ánh nắng mặt trời gây nên này, do khói bụi gây nên sau một ngày chúng ta làm việc. Thì bây giờ Thu Quỳnh sẽ bôi lên tay nhé, tháo vòng ra. Thì Thu Quỳnh cũng muốn nhắc lại với các bạn về công dụng của kem ủ trắng da than hoạt tính này. Thì tức là khi mà các bạn đã qua một ngày làm việc ở ngoài trời với cái nắng như thế thì chắc chắn là làn da của các bạn sẽ bị đen sạm đi. Thì như các bạn cũng thấy là Thu Quỳnh ý, trong cái khoảng thời gian vừa qua thì Thu Quỳnh quay ở ngoài trời rất là nhiều, và nhất là quay vào lúc giữa trưa, khoảng thời gian mà nắng nhất trong một ngày thì làn da của Thu Quỳnh cũng bị đen sạm đi. Thế nhưng mà nếu như hàng ngày chúng ta về và sử dụng sữa tắm dưỡng trắng da hàng ngày và sau đó là ủ kem trắng da than hoạt tính này vào thì các bạn sẽ thấy một cái sự thay đổi rõ rệt, tức là tất cả những cái sắc tố mà bị tối màu này, những sắc tố da đen sạm sẽ được đánh bay ngay sau khi mà mình sử dụng, dù là lần đầu tiên thì các bạn cũng sẽ thấy cái hiệu quả rõ rệt. Và bây giờ là qua 30 phút rồi thì Thu Quỳnh sẽ lau đi cho các bạn nhìn thấy nhá. Nè, ngay cả những bạn mà có làn da đen lì thì các bạn cũng sẽ thấy được cái sự thay đổi ngay từ lần đầu tiên mà các bạn sử dụng sản phẩm này. Đây, mới lau thôi các bạn sẽ thấy rõ ràng ngay, đúng không? Đây, mình sẽ lau kỹ hơn nhé. Rồi, các bạn thấy sao? Vẫn còn cái than ở đây. Nhưng mà các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt khi mà sử dụng sản phẩm này thì Thu Quỳnh đã thấy là rõ ràng là nó có sự khác biệt ngay từ những cái lần sau, mỗi lần sử dụng là có sự khác biệt rõ ràng luôn. Dù là làn da của mình có lì đến đâu, có khó nâng tông đến đâu thì với sản phẩm này các bạn cũng sẽ thấy được cái sự chênh lệch rõ ràng, đúng không? Đấy. Ok. Sau khi mà mình đã ủ trắng với kem trắng da hoạt tính này rồi thì làn da của mình rất là mịn.
vì lúc này ấy, thì là đã sạch bong rồi. Thì cái bước tiếp theo là gì? Là chúng ta sẽ bôi kem dưỡng, đúng không? À, nếu như là ban ngày thì các bạn sẽ sử dụng kem ban ngày. Đây, đây là Sun Body. Đó, thì kem ban ngày này có tác dụng là chống nắng này, bảo vệ làn da của các bạn mà khỏi ánh nắng mặt trời, khỏi tia UV, và sẽ giúp cho cái làn da của, giúp bảo vệ làn da của các bạn không bị cháy hay là không bị đen sạm đi. Nếu như đây là nếu như các bạn sử dụng sản phẩm như là kem trộn hay là kem tẩy trắng thì khi mà ra ngoài nắng ấy, làn da của các bạn sẽ bắt nắng một cách khủng khiếp và nó sẽ đen sạm đi ngay lập tức. Nhưng đây thì là không phải là sản phẩm như vậy. Nó có tác dụng là bảo vệ làn da của mình. Đây nhá, mình sẽ sử dụng một lượng nhỏ thôi, vừa đủ, và thoa lên da. Các bạn nên lấy ra một lượng vừa đủ thôi và xoa một lớp rất mỏng trên da nhé. Và sản phẩm này sẽ thấm ngay vào da của bạn, giúp cho làn da của bạn là không bị bết dính này. Nên mình bôi một lớp rất là mỏng thôi, vỗ nhé, để cho sản phẩm này kem được thấm đều vào da. Ôi trời ơi, các bạn sẽ thấy được sự khác biệt một cách vô cùng rõ ràng trên chỉnh cánh tay của Thu Quỳnh. Mịn màng và trắng, khác hẳn chưa ạ? Đó, thế nên là tại sao Thu Quỳnh nói rằng với một cái làn da đen lì nhất đi chăng nữa thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm này thì sẽ ngay lần đầu tiên các bạn sẽ thấy sự khác biệt vô cùng rõ ràng. Dù là ít hơn với những người có làn da mà trắng hơn, thế nhưng mà các bạn có làn da đen thôi, các bạn đừng có lo, đừng có buồn, bởi vì là sẽ đến một thời điểm nào đó các bạn sẽ tìm ra được sản phẩm mà phù hợp với làn da của mình để các bạn có một làn da trắng đẹp hơn nhé. Và một điều mà Thu Quỳnh muốn chia sẻ với các bạn đấy là mỗi sản phẩm này thì đều đồng giá là 490.000, nhưng nếu như các bạn mua một bộ sản phẩm là 3 sản phẩm này thì các bạn sẽ được tặng một chai sữa tắm hàng ngày này, 1.470.000, tiết kiệm được một chút đúng không? Nhưng mà giá cả như vậy là vô cùng hợp lý, với 490.000 mà để có một làn da tuyệt vời, đẹp, mịn màng, trắng thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không quá đắt đâu. Và nhá, nếu như là ban đêm thì các bạn sẽ sử dụng kem dưỡng trắng da ban đêm. Ban đêm là khoảng thời gian để da của các bạn phục hồi và lúc đó là da sẽ được trắng lên. Thì đây là sản phẩm mà các bạn có thể dùng kem da ban đêm nhé. Đây là Thu Quỳnh đã vừa chia sẻ với các bạn về bộ sản phẩm này rồi. Đó, một bộ sản phẩm có 4 sản phẩm. Nếu như các bạn mua 3 sản phẩm với giá là mỗi sản phẩm 490.000 thì các bạn sẽ được tặng một chai sữa tắm dưỡng trắng da hàng ngày và bộ 4 sản phẩm này chỉ với giá 1.470.000 thôi. Các bạn hãy để lại số điện thoại hoặc là comment dưới clip này để các bạn nhận được sự tư vấn từ chuyên gia tư vấn nhé. Vậy là Thu Quỳnh đã vừa chia sẻ cho các bạn về cách sử dụng cũng như công dụng của bộ sản phẩm này, và chắc hẳn là các bạn cũng đã biết cách sử dụng rồi, biết công dụng của nó trên chính làn da của Thu Quỳnh rồi. Tất cả các bạn đều đã nhìn thấy và nghe thấy hết rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì Thu Quỳnh muốn chia sẻ với các bạn về chi phí của sản phẩm này nhá. Nếu như các bạn mua một sản phẩm thì với giá là 490.000, còn nếu như các bạn mua 3 sản phẩm đấy là kem dưỡng trắng da ban ngày, dưỡng trắng da ban đêm và kem ủ trắng da than hoạt tính thì chỉ với giá là 1.470.000. Ngoài ra thì các bạn được tặng thêm một lọ sữa tắm trắng da hàng ngày. Vậy là một bộ combo 4 sản phẩm này chỉ với giá 1.470.000 thôi. Và đấy là những chia sẻ của Thu Quỳnh về sản phẩm Skin AEC. Và hy vọng rằng các bạn sẽ có sự lựa chọn hợp lý và phù hợp nhất cho làn da của mình. Chúc các bạn một mùa hè với làn da trắng đẹp, mịn màng và khỏe mạnh nhé.